Ai bán rau vậy? Mua rau giùm em đi, bữa nay rau muống tươi dữ lắm á. Mua về xào hay nấu canh gì cũng được chị. Rau dền cũng tươi lắm. Lấy chưa ký rau. Em lấy chị hai bó rau muống nha. Rau muống tươi lắm. Hỏi cho vui vậy thôi, chứ bà hai bà bán hàng uy tín mà. Lấy mới làm bậy. Chị, hai bó này em tính rẻ thôi, lấy 15 ngàn thôi nha. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Ăn ngon, bữa sau ghé em tiếp nha. Nè, nó nghe nè, bà ở ngay thù chú quán với ai không à? Không, làm gì có. Em ít khi nào bước chân đi ra đường lắm. Đời nào đâu mà có người thù quán gì em. Trời, sao tự nhiên hỏi gì vậy? Tôi muốn hỏi á, có ai ghét bà có thù quán bà không? Không. Mà có chuyện gì hả chị? Thỉnh thoảng tôi thấy có ông kìa, đẹp trai thấy dễ giàu lắm, mà nhìn ngầu lắm. Nói gì vậy? Trời, ngoài chợ đông người mà. Mấy người mà giống như chị nói á, thiếu cha gì, mất mới gì tới tôi. Mắt thì sao không mắt? Tôi thấy có mấy lần á, có một ông đó hay núp núp ở góc đặng á, nhìn lại cô hoài à. Mà ổng đeo một cái đen á, tôi không biết là mắt ổng to hay nhỏ nữa. Hình như ổng thù quán cô dữ lắm á. Em có làm gì đâu mà người ta thù quán em. Tôi có biết đâu. Chết rồi. Có khi nào ở trong chợ này nè, có người nào đó người ta ghét em, người ta không có muốn cho em buôn bán chợ không ta? Ai đâu ghét em. Kỳ quá vậy. Mà chị là có chắc là cái người đó nhìn em không vậy? Chắc chứ sao không chắc. Tuy rằng ổng đều kiến á, nhưng cái theo cái hướng ổng nhìn á, biết ổng nhìn cô chứ không nhìn ai hết trơn. À, tôi nhớ rồi, có mấy lần ổng tới đây nè, mà ổng có đeo kiến. Thì tôi nhìn ra ổng nghi lộn cho hai mấy lần á. Mà hôm nay ổng đeo kiến thì tôi không biết là phải ổng hay là không nữa. Thôi chứ không có gì đâu. Cảm ơn chị nghe. Hay tới đây mà gây lộn với chị hai, rồi hay giờ mình. Có khi nào nản tao không? Dám mặt dày tới đây kiếm mình hả? À, anh ơi, à. Muốn mua gì vậy? Đợi chút xíu nha, cô Đông cũng mới đi ra ngoài, cô cho tới liền. À, không có gì đâu, à, cảm ơn. Vậy mẹ có nhớ ông Sang không? Cái gì mà ông Sang? Cái gì mà ông Sang? Con gặp ông Sang đâu? Dạ. Ông Sang đâu? Mẹ bình tĩnh, mẹ bình tĩnh đã. Trời ơi, cô ơi, cô có sao không cô? Cô ơi, cô có sao không cô? Sao không cô? Gì cô ơi, nhà cô ở đâu cô có sao không? Cô bán cái này nè chị. Sao? Cô sao không vậy? Cô sao đâu? Cô sao không chị? Tôi sao hết á. Cô Đông, cái ông mà hay nhìn lén cô á, hồi nãy ông mới đứng ở nhà hàng mình nè. Cô Đông, trễ rồi sao chưa dọn hàng? Cô Đông, trễ rồi sao cô chưa dọn hàng? Tối rồi tôi về trước à.
Trời đất ơi, chợ dọn về hết rồi xem chưa dọn nữa. Chọn hàng vô hàng, lấy đồ chất rau vô mang về ông Sáu ơi. Em ơi, tôi yêu cầu mày tránh xa xa tôi đứa bé ra, nếu không thì mày đừng có trách. Tránh ai? Mày nghe cho kỹ nè, tránh xa xa tôi đứa bé ra, nếu không nó sẽ dẫn đến quả đó. Tại sao lại tránh? Ảnh là cha của đứa bé mà. Mày nhiều chuyện quá. Cha của nó thiếu nợ của ông chủ tao một số tiền lớn. Ông chủ tao đày ra Côn Đảo, sẽ không có ngày về đâu. Cũng đừng có suy nghĩ là sẽ rước nó về. Yêu cầu mày tránh xa nó ra, nếu không tao sẽ giết nó đó. Không có được giết con tôi. Mày buông ra. Không có được giết con tôi. Mày điên rồi hả? Buông ra. Ê bà ơi, sao bỏ con giữa chợ vậy? Để cổ vậy luôn hả? Đông, Đông, chị với anh Sáu dọn hết rồi, về. Yeah.